Chào mừng các em học sinh khối 6 đã trở lại chương trình môn mỹ thuật. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ gặp lại ở tuần 22, bài 20, vẽ theo mẫu, mẫu có hai đồ vật. Bài này có hai tiết, mình học tiết thứ nhất là vẽ hình. Trước khi vào nội dung bài, các em quan sát một số đồ vật. Thí dụ như là ca, lọ hoa, phích nước, chai, bình, hộp giấy, một số trái cây. Ở đây các em sẽ quan sát về màu sắc, về chất liệu. Thí dụ như là ở đây có chất liệu bằng sành, bằng sứ, bằng mũ, bằng giấy. Các em tiếp tục quan sát bài vẽ mẫu có hai đồ vật. Ở đây các em sẽ quan sát cách bố trí hai đồ vật, hay gọi là cách sắp xếp hai đồ vật. Sắp xếp như thế nào gọi là hợp lý. Rồi mình sẽ chú ý tới là chất liệu. Chất liệu thí dụ như ở đây là có bằng chai mũ nè, có bằng sành nè, có bằng ca nhôm nè, ấm nhôm nè, có bằng chai thủy tinh, đến cả là bình đựng nước, rồi hộp giấy. Như vậy các em sẽ quan sát, mình để ý để rút ra kinh nghiệm để học ở cái phần kế tiếp. Nội dung bài học hôm nay có 3 phần quan trọng. Phần thứ nhất là quan sát nhận xét. Phần thứ hai là cách vẽ. Phần thứ ba là thực hành. Các em đi vào phần thứ nhất, một la mã, quan sát nhận xét. Ở đây thầy có một câu hỏi nhỏ. Các em hãy cho biết cách bố cục sắp xếp nào là hợp lý trong bốn hình: hình A, hình B, hình C, hình D. Như vậy, mình muốn trả lời được câu hỏi này thì các em phải chú ý. Mình sẽ dùng phương pháp loại trừ. Thí dụ như mình phân tích, mình nhìn vào hình A, mình sẽ thấy hai đồ vật: một cái bình đựng nước và một cái khối vuông. Thì mình thấy bố trí như vậy có hợp lý chưa? Có quá xa nhau không? Có quá gần mép giấy không? Tương tự như vậy là hình B, hình C, hình D. Mình thấy hình nào là thuận mắt? Như vậy mình đã tìm được câu trả lời của bốn hình này. Đó là hai hình mình nhìn thấy sẽ là hợp lý nhất, đó là hình B và hình D. Tại vì hình B là một đồ vật ở phía trước che một phần của đồ vật ở phía sau, nhưng mà nó không đến nỗi là che chính diện. Còn đối với hình D là hai đồ vật được phép cách xa nhưng mà không được quá xa. Nếu mà quá xa thì mình nhìn vô cái bài của mình nó bị lỏng, nó không có sự chặt chẽ. Chính vì vậy là cái bài của mình là bố cục nó không hợp lý. Nói tóm lại là trong bốn hình này, sắp xếp bố cục hợp lý nhất là hình B và hình D. Các em tiếp tục tìm hiểu ở phần quan sát nhận xét. Thứ nhất, mình sẽ tìm hiểu về đặc điểm của cái bình đựng nước. Thì nói về cái bình đựng nước thì mình quan sát từ trên xuống, thì ở trên mấy em sẽ nhìn thấy là cái nắp hay gọi là cái miệng, cái nắp để người ta tháo ra để người ta đổ nước vào, người ta đậy lại. Rồi mình để ý cái nắp nó là hình gì, rồi cái thân thân của nó là hình gì,
Rồi kế đó là cái why, mình cũng chú ý là cái why nó là hình gì. Kế tiếp nữa đó là cái đáy, mình sẽ chú ý mình coi là cái đáy nó sẽ là hình gì. Ở đây cái nắp bình hay gọi là cái miệng nó sẽ có hình là bầu dục hay gọi là hình quả trứng. Kế tiếp đó là cái thân nó trên nó sổ xuôi dài xuống thì nó có dạng là hình trụ. Cái quai nó có dạng là đứt khúc của hình vuông, hoặc là ta gọi là số 7 ngược cũng được. Cái đáy tương tự giống như cái miệng, nó cũng là hình bầu dục hay gọi là hình quả trứng. Rồi các em chú ý thêm ở chỗ là cái nắp, cái miệng ở trên đó nó sẽ rộng hơn so với cái đáy ở dưới. Rồi kế bên cái miệng mình sẽ nhìn thấy là cái vòi. Cái vòi nó sẽ có hình oval. Các em tiếp tục tìm hiểu đặc điểm của một cái đồ vật thứ hai, đó là cái hình hộp. Thì ở đây cái hình hộp mình sẽ nhìn thấy ba mặt. Khi vẽ hình hộp các em cần chú ý đến lực xa gần. Thì nói về bài lực xa gần ở bài số 3, ở học kỳ 1 các em đã có học rồi. Khi mình vẽ một đường thẳng độc lập một mình thì dễ, nhưng mà khi hai đường thẳng mình khép lại để tạo thành một cái cạnh của một cái hình vuông hoặc là một cái hình hộp, thì khi hai cạnh ở gần thì nó sẽ rộng, đến khi kéo ra xa thì hai cạnh nó sẽ hẹp lại. Các em quan sát mẫu có hai đồ vật, hình hộp và bình đựng nước. Các em chú ý tìm hiểu về vị trí của hai đồ vật như thế nào. Thứ nhất là vị trí của khối vuông hay gọi là hình hộp đặt như thế nào so với bình đựng nước. Rồi các em chú ý tiếp là tỷ lệ là chiều cao, chiều ngang hay gọi là chiều rộng. Thì ở đây mấy em quan sát chiều cao của hình hộp sẽ bằng 1 phần 2 chiều cao của bình đựng nước. Tương tự như vậy, chiều rộng hay gọi là chiều ngang của hình hộp sẽ bằng với chiều rộng của bình đựng nước. Các em sang phần 2 La Mã, đó là cách vẽ. Có 5 bước vẽ. Bước thứ nhất là quan sát nhận xét vật mẫu. Bước thứ hai, vẽ phác khung hình chung và riêng của từng vật mẫu. Bước thứ ba, ước lượng tỷ lệ các bộ phận vẽ phác nét chính. Bước thứ tư, vẽ chi tiết. Cuối cùng, bước thứ năm là vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu tùy theo yêu cầu của bài. Các em tìm khung hình chung. Trên màn hình mình có 3 hình, số 1, số 2, số 3. Hình số 1, khung hình chung quá nhỏ so với tờ giấy. Hình số 2, khung hình chung quá to so với tờ giấy. Hình số 3, khung hình chung vừa nhưng mà bị lệch về bên trái, góc trên bên trái của tờ giấy. Các em xem hình minh họa 5 bước vẽ của một bài vẽ theo mẫu. Thứ nhất là quan sát nhận xét vật mẫu. Cái bước đó thường á, là mình bày mẫu ra coi nó có hợp lý chưa. Nếu chưa hợp lý thì mình sắp xếp lại ở cái góc độ nào nhìn thấy thuận mắt, hợp lý, hài hòa thì bắt đầu mình tiến hành mình vẽ. Bước thứ hai thì mình sẽ tìm khung hình chung. Khung hình chung là khung hình của hai đồ vật. Rồi kế đó sẽ tìm là khung hình riêng của từng đồ vật. Bước thứ ba, mình ước lượng tỷ lệ các bộ phận vẽ phác nét chính. Ở đây nét chính là mình sử dụng đường thẳng, sử dụng những đường gạch, đường thẳng.
Thứ tư là vẽ pháp chi tiết. Bước này tức là bước hoàn chỉnh bài. Mình sẽ có dựa vào những cái đường thẳng, mình sẽ bo lại những đường tròn, những hình cong, sửa cho nó hoàn chỉnh bài. Kế tiếp là bước cuối cùng, là bước 5, mình sẽ chỉnh hình hoàn chỉnh, sau đó mình sẽ vẽ chì hoặc là vẽ màu tùy theo yêu cầu của bài tập. Các em tham khảo một số bài vẽ của sinh viên đại học. Ở đây, đối với bài vẽ của sinh viên hoặc là những họa sĩ thì người ta sẽ vẽ những đồ vật nó phức tạp hơn. Nó có nhiều đồ vật, nó có nhiều chất liệu khác nhau. Thí dụ như bằng sành, bằng sứ, bằng thủy tinh, bằng đồ gỗ, bằng trái cây. Phía sau là có cái phông màn bằng cái tấm vải để lót, để tạo những cái nếp nhăn, để tạo cho cái bài nó sâu. Thì ở đây đối với bài của sinh viên đại học thì người ta có nhiều thời gian, người ta đi sâu vào chuyên ngành, cho nên người ta khai thác những cái khía cạnh của nó, những cái hình khối, những cái mảng miếng cho nó mạnh mẽ hoặc là nó mềm mại tùy với chất liệu. Còn phía dưới là một số bài vẽ của các em học sinh. Thì ở đây đó là vẽ về cái bình đựng nước và cái hình hộp. Thì do ở đây các em ngồi ở những cái góc độ khác nhau, cho nên mình nhìn thấy có những cái hình khác nhau. Rồi do bài vẽ chỉ mới một tiết, cho nên là mấy em chủ yếu là hình thành được cái hình, chứ chưa đi sâu vào cái vẽ chì. Các em tiếp tục sang phần ba la mã, đó là phần thực hành. Yêu cầu của thầy là các em hãy vẽ theo mẫu bình đựng nước và cái hộp. Ở tiết này yêu cầu mình phải hoàn chỉnh được cái hình. Thì đối với bài này, ở tiết số 1 đó, thì yêu cầu của bài vẽ tức là thứ nhất là bố cục. Mình phải xác định được bố cục, sắp xếp được bố cục sao cho cân đối, hài hòa, không bị lệch lên trên, không lệch xuống dưới và không lệch qua trái, không lệch qua phải. Thứ hai, tỷ lệ. Phải xác định được tỷ lệ gần với mẫu. Thứ ba, về hình thì mấy em phải dựng được hình gần giống mẫu mà em thích. Kế tiếp là phần củng cố bài học. Ở đây thầy sẽ có 5 hình sắp lộn xộn, không theo thứ tự. Yêu cầu của thầy là các em sắp xếp các bước sau thành một trình tự của bước vẽ theo mẫu. Thì ở đây tương ứng là A, B, C, D, E. Các em hãy sắp theo thứ tự để tạo nên một cái bước vẽ theo mẫu hoàn chỉnh. Như vậy, thứ tự đúng của các phần này là D, E, C, B, A. Tức là tương ứng D là vẽ phát khung hình chung, E là vẽ phát khung hình chung và riêng, C là vẽ phát nét chính, B là vẽ chi tiết, cuối cùng A là vẽ hoàn chỉnh, vẽ đậm nhạt. Thông qua tiết học giúp các em hiểu rõ thêm các đồ vật về màu sắc, về chất liệu cũng như các giá trị nghệ thuật, giúp các em thêm yêu quý và giữ gìn các đồ vật do ông bà cha mẹ để lại. Các em biết được cách sắp xếp các đồ vật ở một góc học tập hoặc ở phòng ngủ một cách gọn gàng và lịch sự nhất. Phần cuối cùng của bài học hôm nay là phần dặn dò. Các em về nhà chuẩn bị cho tiết học sau. Tuần sau, tiết 23, bài 21, mình tiếp tục học bài mẫu có hai đồ vật ở tiết số 2, vẽ đậm nhạt. Các em về nhà nghiên cứu trước
cách vẽ đậm nhạt, tập quan sát những đồ vật về hình khối, về màu sắc